một chiếc xe được săn lùng nhiều nhất của hãng Toyota, và cũng là một chiếc xe mà nó chứa đựng rất là nhiều yếu tố tiết kiệm, khỏe khoắn, sinh lợi nhuận cao và đặc biệt là rất là bền bỉ. Vâng, đó là chiếc Toyota Fortuner máy dầu. Bên em thì vừa mới về một chiếc Fortuner máy dầu 2014 nha anh em. Xe thì một chủ từ đầu. Đấy, xe bên em mới về thôi, vừa mới vệ sinh cũng chưa có spa bên trong. Về tình trạng xe thì xe không đâm đụng, không gập nước, máy móc thì nguyên bản luôn. Xe đặc biệt thì đã khách đã chủ có thay bộ dàn lốp còn rất là mới, bác về thì đỡ phải thay. Em đi xung quanh xe để các bác cảm nhận được tình trạng của chiếc xe nha. Fortuner máy dầu 2014 chạy được khoảng tầm hơn 100.000 km rồi. Còn đây là khung gầm của xe nhé. Xe thì bên em cũng chưa có vệ sinh, vỏ xe cũng đang rất là dày. Đây là xe, ít xe đây. Đó, sạch sẽ, gọn gàng. Máy dầu cực kỳ tiết kiệm luôn. Con này thì các anh em tính mà chuyên chạy dịch vụ cực kỳ đam mê. Tại vì cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó khoảng tầm 6 đến 7 lít cho 100 cây. Và đặc biệt thì theo đánh giá của những khách hàng sử dụng xe này thì cảm giác ngồi bên trong nó rộng hơn so với những cái mẫu mới từ 2017 trở đi. Đó, xe thì bản chất thì nó là ghế nỉ nhưng mà nó được khắc trang bị ghế da rồi. Đây, còn rất là căng nhá, căng tròn. Xe đã được bọc trần này. Còn đây là nội thất của xe. Ghế còn rất là mới này, cứng căng. Đấy. Vô lăng đây. Tình trạng vô lăng cần số này. Đó. Xe thì hầu như được trang bị cơ bản thôi, chưa được trang bị màn hình Android. Đó. Còn đây là khoang động cơ của xe. Đây là khoang động cơ của xe nha. Xe máy dầu cực kỳ bền bỉ luôn. Đấy. Xe này thì bên em đang chào bán với giá là 490 triệu. Bác nào quan tâm thì hãy liên hệ với em nha. Xe này mà chạy dịch vụ cực kỳ ngon. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nha.